Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Bếp Đam Ma. Ồ, vậy hả? Cô dính không? Dễ dễ, dễ dễ. Cứ như là xong cái buổi tối bữa đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000 không lẽ nó rẻ vậy hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lủng luôn. Dạ. Thầy và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi một câu chuyện tình yêu hôn nhân của cặp vợ chồng số 2. Rồi, xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Bích Đông Nghi, năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nail ạ. Ừ, Đông Nghi ở quận mấy? Dạ, quận 9 ạ. Rồi, mời em. Dạ, em là Đinh Quyết Chí, năm nay em 26 tuổi và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em làm âm thanh tiền kỳ và hậu kỳ. Có làm sao chắc không? Dạ, dạ, làm sao men. À, nhưng mà là em đã từng làm những cái sản phẩm phim ảnh gì rồi? Là YouTube rồi điện ảnh. Đã làm phim gì rồi? Đó là Bố Già Bếp Đam Ma. Ồ, vậy hả? Như vậy là chắc có lẽ là các bạn gặp nhau trong một cái môi trường nó có liên quan tới nghệ thuật. Dạ không ạ. Hai đứa quen nhau sao nè? Ngày xưa em có chơi với lại chị họ của anh Chí, rồi chị họ dắt qua nhà thì em gặp được ảnh. Ấn tượng đầu tiên của em về Chí là như thế nào? Không có ấn tượng gì hết ha, không có ấn tượng gì hết ha. Tại vì lúc đó ảnh đang có người yêu. Có nghĩa là gặp dạ. Người yêu ảnh ở trong nhà luôn hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Vô cảm luôn. Ôi, Chí chắc chắn gặp bé này cũng không có gì ấn tượng luôn đúng không? Vô cảm luôn. Dạ. Tại vì có bộ rồi. Có lướt qua nhau mà không có để ý gì hết. Coi như mình đi qua mặt nhau chút xíu thôi. Nhưng mà thấy cô bé này cái nhan sắc cổ sao, có nhớ không? Dạ cũng không nhớ. Cái lúc mà em cua thì em cũng bị lộn người luôn á. Tao kể cho nghe coi làm sao. Lúc đó thì em với bạn gái em hồi còn đi học lớp 9 đó, nó còn nhỏ quá. Cái nó chia tay. Rồi bà chị mới hỏi chị có con bé bạn. Bây giờ đến với nhau đi. Em cũng chưa biết nữa. Xong cái em mới nhắn tin đó là cho anh làm quen. Chờ hoài mà không thấy trả lời. Tối bữa đó bé nó mới qua nhà chơi. Cái hai chị em ở trong phòng nói chuyện với nhau, em ngồi ở ngoài em nghe. Hồi trưa nay có thằng chó nào nó khùng khùng nó nhắn tin cho nghe vậy nè. Em giận quá cái em xách xe em đi chơi net. Ôi em chó sao này em không biết ông này đúng không? Dạ đúng rồi, không biết. Mà nhắn sao mà em quạo dữ vậy? Cho anh làm quen nha, mà em chưa trả lời nữa thì ảnh nhắn thêm tin. Nếu không được thì thôi khỏi trả lời. Cái em mới nói là tự nhiên người gì đâu mà kỳ cục, chưa trả lời anh đi nói vậy. Cái em mới qua em kể cho chị ảnh nghe. Xong cái mới xem số điện thoại, cái mới nói là đây là chồng của em á. Là nợ của Chí. Em có thấy là em bị hớ không? Dạ có hay hớ. Xong cái em mới thấy có lỗi á, kiểu mình chửi anh đó là chó vậy á. Cái em mới nhắn tin gọi điện mà không bắt máy. Chảnh. Còn Chí có nhận được tin không? Dạ có. Lúc đó thì hơi sốc quá cho nên là cũng không muốn trả lời cho lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có bồ mà trả lời luôn. À lúc đó là chia tay bạn gái cũ. Dạ, rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Sao trả lời sao nè? Mấy xin lỗi quá trời. Thì lỡ rồi. Mà mình dưỡng chưa biết mặt luôn nha. Nhưng mà bữa sau mình gặp rồi mình mới biết mặt hết, chết rồi lộn rồi. Nhưng mà lỡ rồi thôi theo luôn. Ủa lộn là sao? Có nghĩa là bạn của chị qua chơi rất là nhiều. Là em cứ tưởng là mấy cái bạn dạ, kia. Dạ dạ đúng chứ rồi. Chứ nghĩ là bạn này. Dạ. Đúng không? Cuối cùng lòi ra là bả. Rồi sau đó là ai là chủ động coi như là hẹn hò đi chơi với nhau? Là ảnh á. Em cua là em muốn có bồ thật hay là em muốn kiểu mà giống như là trẻ trâu muốn có bạn gái chơi cho vui thôi? Dạ thì lúc đó còn nhỏ quá. Bé này lớp 9 nhưng mà Chí là lớp 10 đúng không? Dạ. Cua dính không? Dễ dễ, dễ dễ. Cứ như là xong cái buổi tối đó là coi như là chính thức quen nhau rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà hai gia đình đồng lòng không? Gia đình cũng không có thích quen nhỏ quá. Cho nên là cũng đưa bạn này từ thành phố Hồ Chí Minh về tuốt với Củ Chi ở. Gặp nhau khó lắm. Tuần gặp lần hay là hai tuần mới gặp lần. Tức là hốt bé này về tuốt với Củ Chi luôn. Không muốn là cho hai đứa gặp nhau đó đúng không? Dạ. Nhưng mà em nhớ có một lần hơi bị liều lĩnh. Bé này xin ba mẹ là qua nhà bạn chơi ở dưới để đi sinh nhật. Xong rồi bữa đó là tối 11-12 giờ nhà bé nó đóng cửa rồi. Xong cái giờ không biết phải ra làm như thế nào hết. Cái leo ra ban công, cái em dựng chống đứng xe lên, đứng lên xe rồi bé từ trên ban công thò cái giò xong đứng trên cái tay xong rồi bước xuống từ từ rồi đi chơi luôn. Trời ơi, nó quen nhau mà giống như Spiderman vậy chị. Romeo Juliet mà thời nay. Thương quá, rồi bữa đó có bị trật khớp tay không? Hên quá, bữa đó đứa nào cũng như con nhái cho nó nhẹ hòm. Rồi lúc mà đi về còn sao leo lên được? Không, đi Sài Gòn đi xuyên suốt luôn, đi hết xăng luôn. Xong rồi tới sáng rồi nhà của bạn của bé này dậy thì mới đi vô nhà thôi. Nhưng mà vô nhà có ba mẹ có biết không? Dạ không. Ai mở cửa? Dạ người nhà mở sẵn rồi, cái em lén vô. Trời ơi, chắc chạy nhanh lắm. Bữa nay ông bà ba mẹ mới biết nè. Lúc đó Nghi có sợ không Nghi?
Cũng không, tại vì anh này là quen với dòng họ của chị nữa nên là mình cũng yên tâm. Nhưng mà hai đứa nè, đi về đói bụng đó, tiền đâu ăn nè, khát nước rồi tiền đâu mà uống nè. Nhịn hết đó chị, nhịn hết đó chị. À nhưng mà lúc đó là nắm tay nắm chân chưa? Dạ rồi, nắm tay thôi. Rồi ổng có tỏ tình, ổng nói những cái lời nó ngọt ngào không? Dạ không đâu. Vậy sao chấp nhận, sao chịu ổng? Thì cô không biết nữa. Rồi sao rồi cứ xuyên suốt vậy luôn, có trục trặc, có chia tay chia chân lần nào không? Dạ chia tay nhiều lắm, dài nhất chắc một năm. Lý do? Có liên quan tới bạn ấy cũ. Kiểu đi học cái đi chung với bạn ấy cũ, cái em thấy rồi em chia tay thôi. Tại đó kiểu cũng con nít mà. Dạ. Ủa sao lại đi chung với bạn gái cũ? Em ít bạn lắm, chỉ có một người bạn thôi, mà bạn nó cũng chỉ có mình bạn là em thôi. Nhưng mà bạn đó là bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Mà em cũng ít người mà cũng lạ lùng ha. Có mỗi một người bạn gái mới với một người bạn gái cũ. Trời chị. Ủa nhưng mà điều gì khiến cho các bạn quay trở lại? Vẫn còn tình cảm á anh. Ai là người chủ động? Chồng em. Bữa đó là cũng nghỉ học rồi đi làm rồi. Bữa đó mới về lại Sài Gòn chơi, xong cái bạn mới kêu. Tôi nhớ hồi đó có quen con bé gì mà bây giờ kêu ra đi, cái bạn mới nhắn tin kêu về, mà bé này đang đi sinh nhật mà nó bỏ sinh nhật nó đi về luôn, mới thấy nó còn tình cảm mình, cái mình tiếp tục luôn là tới bây giờ luôn. Có thời gian nào hai đứa phải yêu xa không? Dạ lúc nào cũng yêu xa. Sao vậy? Là một bữa củ chi nữa ở Sài Gòn. Dạ rồi em lại đi nghỉ vụ nữa. À đi nghỉ vụ là yêu xa chắc chắn rồi đó. 2 năm nghỉ vụ đúng không? Ở trong quân đội đó thì là cô ấy có đến thăm không? Dạ có, đều đặn thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc đó em có sợ là bé này ở ngoài có người khác cua không? Đó. Dạ cũng có, nhưng mà em vẫn không có quen, cũng không nói chuyện luôn. Rồi đi 2 năm ra quân và bắt đầu là cưới liền hả? Dạ không, ra quân thì như là 3 năm sau mới cưới. Là bạn này bao nhiêu năm? Cưới quá sớm, tại vì là mới có mấy tuổi, 24 tuổi. Dạ không, mới cưới năm ngoái hả? Ồ vậy cũng sớm, mới 23 thôi. Sớm quá. Sao cưới sớm vậy? Bác sĩ bao cưới. Sao mà để cho có sự cố xảy ra vậy chứ? Thì chồng em á là hai đứa trước hôn nhân là có làm chuyện đó. Xong rồi chồng em mới đi ra hiệu thuốc mua. Em đi vòng vòng mấy cái hiệu bán đặc trưng của cái đó thì em dạo hoài không dám vô. Thôi vô tiệm thuốc mà em cũng dạo từ 7 giờ tới 8 giờ mấy mới vô á. Em nói bán cho em cái bao. Cái chị nói lấy lại thường hay là lại tốt, nói lấy cho em cái tốt nhất đi. Cái chị mới đưa em 3 cái, em hỏi bao nhiêu tiền? 6.000. Cái em mới đưa 6.000 mà em thấy hồi hộp quá, sao cái này có 6.000 không lẽ nó rẻ gì hả? Cái em cũng lấy luôn mà xài xong cái 3 tháng sau cái báo tin luôn. Rồi lũng luôn. Dạ. Lại tốt gì mà lũng kỳ vậy? Tại 3 cái 6.000, cái ngày nữa ổng quân đội nữa. Coi như trong kia ổng tập bắn dữ lắm. Mà tối đó xài hết 3 cái không? Dạ không xài, không có chuyên nghiệp. Em còn quá trẻ và khi em biết tin là em có bầu thì lúc đó cái cảm giác của em nó như thế nào? Kiểu cũng hoang mang lắm, tại vì em còn chưa có sự nghiệp gì mấy. Với gia đình thì sao? Gia đình thì lúc đó chưa có nói, hai đứa vẫn im lặng thôi. Rồi bao lâu mới báo cho gia đình biết? Như là một tuần sau á mới kêu gia đình hai bên ăn cơm với nhau thôi. Dạ xong thì lúc đang ăn cơm cái ảnh nói ra thì cả nhà hết ăn luôn. Em mới nói giờ bố có cháu nội giờ tính sao, ba giỡn hoài còn nhỏ xíu nít nôi đẻ đúng gì đây. Cái mới kêu giờ có rồi phải cưới gấp thôi. Khi mọi người đứng hình luôn, bỏ đũa. Dạ rồi xong cuối cùng sao, nhưng mà thì mọi người giải quyết như thế nào? Hai đứa nó tự lập hết rồi cho nên là chuyện mà cha mẹ phải nhúng tay vô nó cũng không có phải là vấn đề mà nghiêm trọng quá. Rồi tự đi học đạo, rồi tự xin ký, rồi đăng ký kết hôn, rồi tự làm hết. Con được mấy tháng rồi con? Dạ 19 tháng. Trai gái? Dạ anh trai. Tới phần kia đi, đại hội vạch mặt á. Đồng chí Quyết Chí có nhiều tật xấu không? Có, cũng nhiều lắm chị. Làm biết. Rồi bày hày nữa chứ. Hay nhắn tin với gái. Là trời. Mà có bị bắt gặp những cái tin nhắn mùi mẫn gì không? Dạ có một lần. Lúc đó là em giận quá thì em đòi bỏ nhà đi. Lúc đó làm bé mấy tháng? Đó là em đang có em bé. Chưa có sanh bé ra, bầu 7 tháng. Nghi á, phát hiện cái tin nhắn là cái chi tiết tin nhắn là cái gì? Thì lần đó ảnh đi với đối tác á. Cái xong cái em ở nhà em lo sao thấy chưa về nữa. Cái em mới nhập vô Zalo của ảnh, em nhập bát vô thì vô tình là vô được. Thì em mới thấy tin nhắn là em nè, thì lúc đó em mới ghen lên. Nhưng mà em không biết là nói gì trong tin nhắn đó thôi, chỉ thấy là cái tên là em nè thôi. Xong rồi em mới gọi ảnh quá trời luôn.
ảnh không bắt máy, rồi cái em mới đùng 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 em đòi bỏ nhà đi. Rồi anh giải thích làm sao? Đồng chí đi đâu? Đi với đối tác đó, cho nên là không có tránh khỏi mấy cái vấn đề đó. À, đối tác là em nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn hay nhắn tin cho gái không? Chỉ là nhắn tin cho gái chơi game thôi. Rồi. Chấp nhận luôn hả? Xong chơi game với con trai mà mắc gì phải chơi game với con gái? Tại vì mấy nhỏ thích mình thì mình chơi thôi chứ em cũng không suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. À, dạ không? Nó chỉ giới hạn là game thôi. Con trai sao nó không thích mình? Tại vì mình không thích nó. Trời ơi, gặp vậy là nhân vợ của Chí hiền quá. Chứ gặp chị là chị không chịu á. Như cuộc đời em ít bạn lắm. Chứ có em yêu bé người yêu mới nhưng bé người yêu cũ. Hả? Bây giờ còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ không. Nói mong muốn luôn đi. Ít chơi game lại, kiểu quan tâm vợ hơn. Vợ kêu sẽ nghe. Dạ chỉ nhiêu đó thôi à. Có làm được không? Dạ được. Rồi bây giờ tới quyết chí đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Nghi thì nóng tính lắm. Như là cái nồi chảo, chảo dầu vậy đó. Ví dụ giống như là mình đi đâu đó mà điện thoại hết pin, cô này lại không tin là mình hết pin. Xong là về là hả, quần áo là đó là xếp sẵn hết rồi, xong rồi ly dị rồi các kiểu là làm cứ giờ 1, 2, 3 cái là bùng vậy chứ không có nghe giải thích hay cái gì hết á. Dạ rất là nhiều lần. Hỏi có la làng chửi nói không? Dạ không, vợ em im lặng lắm. Chỉ có nóng bùng bên trong đùng cái là bể vậy chứ. Lửa ngầm đúng không? Nhưng mà có bao giờ viết đơn chưa? Nói bằng miệng thôi, nhưng mà em viết. Em viết hả? Chồng viết đơn là viết đi cho bỏ ghét hả? Dạ, giờ làm nhiều lần quá mà mình không cải thiện được cái vấn đề đó là mình đi viết luôn. Mà cái đợt đó có đứa nào ký không? Chỉ có biết thôi. Đứa nói đứa viết mà dễ gì ký. Đưa ra một cái là bắt đầu run rẩy liền, run tay liền. Tôi đó, dạ tôi đưa cái tôi viết vô dạ tôi không ký. Còn cái gì nữa không? Làm xiên hay làm biếng? Làm sạch hay làm dơ? Ở nhà mấy cái việc đó em làm hết mà sao nó kêu mới dơ ra? Ồ vậy hả? Dạ, giặt giũ rồi quét nhà, lau nhà, chăm con rồi đút con ăn rồi này nọ cái kiểu làm hết. Ủa chị làm hết luôn à? Dạ. Ủa vậy cuối cùng bà có làm gì không? Bà làm đẹp. Tại vì dạ em kiếm tiền lắm cho nên là đang mang bầu á, cái xin em mở cái tiệm ở nhà đi. Mở tiệm ở nhà ra là làm suốt cho nên mấy vấn đề em làm hết. Rồi giờ mong muốn đi thay đổi điều gì chứ? Chỉ muốn là cái miệng bớt hổn thôi. Đâu ba hổn sao nói nghe coi. Trời đất ơi, ba xả ra một cái rồi ta nói hả? Ví dụ xả ba lôi nguyên dòng họ rồi này nọ các kiểu ba xả là đây là mỗi lần mà em đi đâu chơi với bạn là phải video call đó mở ra ngoài cái bạn mỗi lần gặp nó là ghẹo hoài. Mày nhắm mày về được không? Không thôi để tôi qua đó tao lôi cái đầu mày về. Vậy xả luôn á? Dạ ba xả ghê. Nhưng mà là trước mặt bạn luôn hả? Dạ. Mà thiệt chứ không có giỡn đúng không? Dạ thiệt. Cái đó là thật xấu đó nghe. Là do ghen, đó là thật xấu đó. Do bực bội là tại đi uống với bạn hay là như thế nào? Do bực á chị, đi trễ quá không về cái em cũng lo. Trễ là tới mấy giờ? 11, 12 giờ rồi. Vậy là chưa trễ đâu, lố qua 12 giờ mới là trễ. Nhưng mà mỗi lần á bị xả như vậy á, cái cảm giác của Chí nó như thế nào? Cái chuyện mà vợ mình xả vợ nó không phải là gì ghê gớm nó đâu, cho nên là bình thường à. Bạn bè nó hiểu mình thì nó chơi tiếp. Có cảm thấy bị mắc cỡ không? Dạ không, thấy bình thường. Vợ gia đình là trên hết. Nghi còn có cái tật xấu gì mà hơn tật đó nữa không? Không, mọi thứ hoàn hảo rồi. Dạ. Là chị có không kèm được cái cảm xúc. Bây giờ sẵn đây chị nói cái mong muốn bả thay đổi gì luôn đi. Em chỉ muốn là vợ em hiền lành một chút xíu, hiểu chuyện. Cái gì cũng vậy, dừng lại, suy ngẫm lại. Chứ không phải cái gì cũng sổ ra. Rồi mấy cái đó sau này nó không thể nào mà vơi đi được. Kiểu như vậy, kiểu như là nó cứ ứ lại trong người. Mình làm không quá đáng như những gì mà người ta nói, mà người ta tự suy diễn ra. Chị thấy như vậy nè, cũng có những cái cặp vợ chồng á, người ta muốn được chia sẻ, cái gì là phải nói ra, nói liền không có để bụng. Nhưng mà chia sẻ ở như thế nào lại là một cả một nghệ thuật. Dạ. Yeah. Cái xả của Nghi không phải là sai, nhưng mà nó chưa đúng. Mình bực hay gì mình cứ nói: anh sao giờ anh chưa về, anh có biết là 11, 12 giờ em lo lắm không? Nó khác đúng không? Làm chi giật mình liền chứ ta, giờ là mình sai quá. Đó. Đúng không? Chứ còn á, khi mà Nghi xả theo kiểu đó thì Nghi sẽ xả được cái bực tức trong người của Nghi, nhưng mà cái cảm xúc của Chí nó sẽ lắng lại. Nó cứ như là nước mà lắng phèn á, thời gian lâu cái phèn cái nước đục nó nhiều lên, thì đến một lúc nào đó nguyên cái lu đó cái nước trong nó hết luôn. Nghi hiểu không? Tại vì tuổi của tụi em còn rất nhỏ cho nên là chưa đủ chín chắn. Nhưng rồi thì Nghi cũng sẽ hoàn thiện mình dần, thay đổi dần, bắt đầu tính từ hôm nay nha. Những cái gì trước đó phèn mà nó lắng lại rồi, có nhiêu xả hết, bỏ, hiểu không? Không có lắng lại nữa, bỏ hết đi. Thì Nghi bắt đầu thay đổi từ bữa nay nghe. Dạ. Cứ xả ra đi, không cần ấy, nhưng mà xả một những cái lời lẽ nó mỹ miều hơn, nó khổ nhục kế hơn, nó đắc nhân tâm hơn là ăn. Ok, rồi nha, cảm ơn hai em.
con để có một đời chồng trước. Ừ. Và con cũng có hai bé. Thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi vậy em ở đâu, anh chạy ra. Con nhỏ mình mà một bé gái của cô thì anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình. Và con rất là cảm xúc vì điều đó. Và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Em không có trách nhưng mà em cũng có cái buồn. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Thôi mà hai vợ chồng giới thiệu về mình. Là con tên là Trương Ngọc Thu ạ. Năm nay con 34 tuổi, quê con ở Bạc Liêu nhưng mà con sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là về sản xuất mỹ phẩm và con có 3 nhà máy mỹ phẩm. Wow, quá giỏi. Còn đây là... Dạ, con tên Huy, 33 tuổi, con phụ vợ thôi. Dạ. Hai vợ chồng là cùng làm ở một công ty đúng dạ. không? Dạ, hai đứa kể cho chú nghe đi là... À, hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Đúng rồi. Và có ấn tượng gì về nhau? Con nhớ lần đầu tiên mà con gặp chồng con á, thì lúc đó con gặp trên Facebook. Anh ở rất là xa về cái khoảng cách địa lý là anh ở Úc luôn. Con thì ở Việt Nam thì con kinh doanh ở đây. Con có một cái sở thích rất là đặc biệt là con thích uống trà. Thì cái lần đó là con đăng lên Facebook con khoe một món trà gì con mua. Thì anh vào anh kêu là anh cũng rất thích món này nhưng anh không tìm được. Ủa tự động vô comment vậy hả? Không, vô inbox luôn. Vậy con rất là ấn tượng với anh này là tại sao anh có một cái gu rất là giống mình. Mà cái gu đó đặc biệt là một số người trẻ người ta sẽ không thích lắm. Vậy con thích uống trà gì? Vậy con thích tất cả loại trà về thảo mộc. Dạ. Rồi Huy cũng vậy luôn. Dạ. Có nghĩa là vào giao lưu vì trà hay là vì nhan sắc của cái người ở trong Facebook? 50-50. Nhưng mà cô Vân ơi, sau này con mới phát hiện ra là chồng con không có thích uống trà. Vậy mà tới giờ còn bày đặt 50-50 nữa. Nói thẳng luôn đi 100% đi. Hay quá ha. Rồi xong sao? Dạ, có nghĩa là inbox với tư cách là bạn thôi. Tại vì thật sự nam mà vô trang của con thì con cũng rất là ngại để tiếp xúc trên Facebook. Con là người thích về cảm xúc á. Thì ảnh vô mình rất là ấn tượng với ảnh thì bắt đầu trò chuyện. Thì ảnh mới chia sẻ về cái cuộc sống của ảnh. Sau đó thì hai vợ chồng cũng chỉ là bạn thôi trong thời gian đầu. Cách đây mấy năm rồi con? Dạ cách đây cũng khoảng 5-6 năm anh ạ. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Rồi nó nghe nè, nói chuyện hợp không? Dạ con thấy anh này, ảnh cũng hiền hiền, rồi cũng không có lời lẽ nhiều. Ừ. Mình thì thuộc dân kinh doanh nên con nói chuyện rất là nhiều. Mẹ con là cái cầu nói để bắt chuyện cho ảnh. Anh để anh nói thôi, chứ anh không có nói nhiều lắm. Rồi khi nào thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc sau đó khoảng là 4-5 tháng thì chồng con mới từ Úc về Việt Nam. Và về với tư cách là bạn thôi, chứ tụi con cũng chưa nghĩ là tiến xa hơn nữa. Về vì con đúng không? Chứ đâu có business gì ở đây đâu. Đừng có 50-50 nữa nha. 50-50 nữa, đó. Con đi về con đi chơi. Con đi về con thăm người nhà. Trước khi mà biết cô này thì ở bên Úc á, là con có bạn gái gì nhiều không? Dạ cũng có, nói không chắc không có đâu. Ai tính cũng có, nhưng mà chỉ là giống như quen cũng vậy. Khoảng qua thôi ha. Dạ, không có ấy lắm. Giờ cô muốn hỏi cái lần đầu tiên gặp vợ con ngoài đời á, cái mood của con cỡ nào? Thấy cũng bình thường. Thấy cũng bình thường. Bình thường, đẹp vậy mà bình thường gì ông? Thiệt bình thường, con nghĩ là giống như thời điểm đó là bạn thôi chứ con cũng không nghĩ gì nhiều. À chưa có gì hết. Hỏi Thu nè. Ví dụ trước khi gặp anh này thì Thu có những cái mối tình nào rồi? Dạ thực ra là trước khi con gặp chồng con để có một đời chồng trước. Và con cũng có hai bé thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì con lại nghĩ là con sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Thì con quen với anh này chủ yếu là về tư cách là bạn bè thôi. Thật sự nếu mà anh không vô hỏi về trà, con sẽ không bao giờ trả lời. Vì thời gian đó con nghĩ là con sẽ tập trung vào phát triển công việc và sự nghiệp là chính. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh ấy ở trước mặt mình thì thấy có ấn tượng gì về ông Huy này không? Tại vì anh thuộc cái tiếp người hiền á chú. Nên con cũng không có ấn tượng quá nhiều. Nhưng mà con là người yêu, yêu bằng lời nói. Có nghĩa con khoái nghe, con thích nghe lắm. Tuy nhiên ở lại với một người nào đó hay không là bằng cả hành động nữa. Về có những cái điều mà anh làm á, mình cảm thấy là trong mình rất là cảm xúc. Ví dụ như có một cái lần đó con đi chơi với con bé con của con. Thì anh điện thoại, anh hỏi em ơi em đang ở đâu rồi. Thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi vậy em ở đâu, anh chạy ra.
Khi mà anh chị ra xong cái anh chơi với một con bé con nhỏ mình, mà một bé gái luôn cô. Thì anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình. Và con rất là cảm xúc vì điều đó. Và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Và nhìn được một cái gì gọi là đặc biệt nhất có thể từ trước tới giờ mình gặp những người khác. Đến lúc nào thì con biết là vợ con có em bé rồi? Trước đó đã biết rồi. À trước đó không biết rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau là đã biết rồi đúng không? Thì con có cái lăng tăng gì không? Dạ không, con nghĩ thoáng. Đến khi nào thì Quy mới phát hiện rằng là Quy thấy cô này rất là đặc biệt và Quy yêu cô? Không biết nói sao nữa. Là về lần đầu là đã thương chưa? Dạ chưa. Đúng với Quy về được bao lâu? Về thường khoảng 2 tuần. Là đi qua Úc lại. Dạ. Rồi là đi về Úc nè, đi về Úc trở lại rồi bao lâu qua lại? 4-5 tháng nữa. 4-5 tháng. Còn Thu, đến khi nào thì Thu yêu Quy? Vì tình cảm của tụi con cũng đến nhau tới bây giờ, tận thời điểm này hai đứa cũng chưa bao giờ anh tỏ tình với con ấy. Dạ, anh cứ hành động liên tục như vậy á. Mẹ cũng không bao giờ nói là anh thương em thế này hay là anh thế nọ. Thậm chí tận thời điểm này anh cũng chưa có một lời cầu hôn. Nhưng mà lần thứ nhì á thì là Quy đã yêu Thu chưa? Cũng có. Rồi lúc nào thì Quy quyết định là sẽ đi đến hôn nhân với Thu? Con không có nghĩ tới cái vấn đề là giống như là hôn nhân. Con chỉ muốn giống như là mình cảm giác giống như là muốn làm mọi thứ thôi. Làm mọi thứ cho cổ thôi. Dạ. Nghĩa khi mà hai bạn đến với nhau á thì hai gia đình có gặp những cái trở ngại gì từ phía gia đình không? Vậy con nghĩ là cũng khá thuận lợi. Tại vì hai bên cũng không có gì gào cản đó cô. Thu có cái điều gì đặc biệt mà làm cho con quyết định là con sẽ gắn chặt cuộc đời con với người phụ nữ này? Dạ đẹp thì cái đó chắc chắn có. Giỏi nữa cô. Ủa Thu ơi, lần đầu tiên mà hai bạn biết nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ chắc con nghĩ là khoảng tầm 6 năm rồi. Đến khi nào các bạn chính thức gọi là yêu nhau? Có nghĩa là về là của nhau đó. Về chung một nhà. Con cũng không nhớ chính xác rõ về thời gian, nhưng mà tụi con đến với nhau thì khoảng là tới cái bé mà con nhớ là bé con vào 3 tuổi. 3 tuổi thì tụi con kết hôn khoảng là 4 tuổi, 4 năm trước. Dạ. Như vậy là tụi con quen nhau tầm khoảng 4 năm. 4 năm. Trước khi mà các bạn cưới nhau đó. Dạ. Thì hai đứa có sống thử với nhau không? Dạ có. Và con nghĩ là sống thử là cần thiết. Bao lâu thì tụi con quyết định sống thử? Khoảng năm thứ tư đó cô, thứ năm đó là tụi con sống thử với nhau. Tại vì con nghĩ là thật sự hôn nhân chỉ là hình thức thôi. Nếu mà hai người không hạnh phúc thì tụi con bắt đầu sống chung. Và kết hôn tới giai đoạn mà con sinh em bé ra thì tụi con mới làm giấy kết hôn, một bé gái một bé trai. Wow, hai đứa luôn. Con tổng cộng 4 đứa là Trời ơi trời. Là ở với con hết hả? Dạ, 3 bé đầu con là con gái nè. Rồi bé cuối cùng con là nam. Trời ơi, quá rồi. Ủa nhưng mà là hai bạn có trải qua một cái giai đoạn gọi là yêu xa, có nghĩa là không về được với nhau? Cũng có, là thời gian anh ở Úc và con ở Việt Nam. Bao lâu? Đâu đó tầm 1 năm. Là tụi con yêu xa khoảng 1 năm. Có phải do Covid không? Dạ không phải, là do anh có công việc ở Úc và con có công việc ở Việt Nam. Vậy thì ảnh có công việc ở Úc rồi tại sao con không làm việc bên Úc mà con lại bỏ tất cả mọi thứ về với vợ? Thì tại lúc thời điểm đó là anh cũng có thuyết phục con là qua Úc. Tuy nhiên con thuyết phục ngược lại với chồng, anh cứ tin tưởng em ở Việt Nam để chúng ta phát triển sự nghiệp. Em hiểu con người mình như thế nào, thì em mong rằng anh và gia đình tin tưởng em một lần. Nếu trong 2 năm em không làm được những gì em cam kết, em sẽ quay về. Và con cam kết với anh là con sẽ mua được ví dụ như là biệt thự hay là xe ô tô và những siêu xe mà anh thích trong vòng 2 năm thôi. Con nhớ có lần chồng con đi ra đường, chồng con thấy chiếc siêu xe chạy ngoài đường, chồng con nói với con một câu là không biết bao giờ vợ chồng mình mới được cái đó. Em mới nói là anh cứ tin em sẽ làm được chuyện đó cho anh. Bao giờ có mấy chiếc rồi? Dạ con chắc 1 chục chiếc. Thôi không nói chuyện nữa. Trời ơi, tôi nửa chiếc tôi chưa có nè chú. Em cái bánh còn chưa có rồi. Là bây giờ con có mấy biệt thự rồi, con nói con nghe coi. Dạ con cũng hơi khá nhiều. Hơi khá nhiều thôi chị. Không nói chuyện đó nữa. Không để vợ té ghế. Chưa có được cái nửa cái biệt thự nữa. Em có. Không nói chuyện đó nữa. Em có mấy cái biệt thự lắp ráp luôn gái em á. Có nghĩa là hiện giờ là tụi con là một cái cặp đôi rất là đầy đủ về mọi thứ. Và thành đạt. Chúc mừng Thu cuối cùng đã làm được mọi thứ. Rồi thôi giờ tới chuyện này nè, vui lắm nè. Về sống với nhau á. Rồi có những cái gì mà mâu thuẫn, có những cái tật xấu gì mà đó. Của đối phương mà làm cho mình còn chưa hài lòng? Con làm kinh doanh đó cô, nên con đi cũng khá nhiều và rất là nhiều khách hàng, ngày nào cũng có một cái tiệc gì đó. Mà chồng con bị cái tính gọi là hay ghen. Ví dụ như là trong một bàn tiệc, trong bàn tiệc 10 người, chú sẽ tìm được những cái người mà cùng cái gu với mình. Thì mình cùng cái gu thì mình nói rất là nhiều, tính con là vậy. Về xong kêu là em, tại sao ngày hôm đó em nói chuyện với anh đó nhiều như vậy? Và có thể là những cái event đi. Mình rủ anh đi, anh không đi. Không đi xong về cái anh sổ mặn đóng vậy đó. Mà nhiều khi con đi về con chưa có kịp ăn nữa. Và con rất là mệt vì cái điều đó. Và ổng cứ liên tục là hờn là
em thế này, em thế kia, em có thấy người ta nhìn em như thế nào không? Ông liên tục hỏi những cái câu hỏi mà nó không phạm vi trả lời của mình. Mẹ cứ là hỏi mình xong rồi buồn, không chịu, bữa nào là giận á. Là con nhìn con dễ biết lắm, tại vì tối về hai vợ chồng con hay đi chơi với nhau. Ảnh chở mình đi mà anh không nói một tiếng nào hết là biết ngày hôm nay anh giận rồi. Nhưng mà cái xác suất đó xảy ra một tuần lễ là mấy lần? Nếu mà con có đi là cứ xảy ra. Đâu có nhiều như vậy đâu. Một mà hay bị nói lên nhiều. Con cứ yên tâm một cô biện hộ cho con. Ngoài cái ghen đó ra thì còn những cái tật xấu gì nữa không? Với chồng con á, gia đình là số 1. Có nghĩa là với anh, mẹ anh và anh nhiều khi còn cao hơn cả vợ và con. Và con cảm nhận điều đó rất là nhiều. Tại vì tính con như vậy nè. Tính con là cũng coi gia đình chồng giống như gia đình mình hết. Mình không có quan tâm cái chuyện là mình phải phân biệt là gia đình vợ thế nào, gia đình anh thì ra làm sao. Mà nhiều khi anh quan tâm đến mức quá mức á, mình nhiều khi mình cũng thấy buồn á cô. Có một xíu gì đó cũng hơi tủi thân. Cái ngày mà con sinh bé đầu tiên á, con ở trong bệnh viện, anh nói con đúng con câu à, thôi anh của anh về nước rồi, anh phải lấy xe anh đón, mặc dù con ở viện có một mình. Mà ngày đó là con sinh luôn á cô, con sinh em bé mới có ngày 1 à. Anh chạy xe một mình lên tận thành phố đón anh. Tại vì lúc đó con sinh ở Cần Thơ, con cũng ok. Tại vì cái tính con là người ta đã muốn là con sẽ không cản. Anh bỏ con một mình ở bệnh viện, mặc dù con biết bản thân con có thể tự lo cho con và tự lo cho con được. Nhưng mà anh vậy đó, anh cứ là đặt gia đình mình hơn cả vợ. Đâu có, đi là anh có hỏi đàng hoàng không, hết. Không, không, ví dụ cô nói con nghe, những lúc người phụ nữ khi sanh nở đó là những lúc mà yếu đuối lắm. Bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, cái lúc đó là lúc mềm yếu nhất. Nó giống như là cái con rắn cua mà lột da, cua lột á. Yếu ớt và rất cần chồng mình bên cạnh. Cái đó cô nói nghiêm túc nha. Thì ví dụ như với anh của mình có thể bằng cách nào đó để có thể rước anh người khác. Nhưng mà ngay lúc đó là vợ mình phải là số 1 đã. Rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm nha. Không muốn ông xã mình thay đổi điều đúng gì. Đúng rồi, đó. Con nghĩ là bây giờ cái mà anh cần thay đổi nhất là anh phải hiểu em là con người như thế nào. Tức là tất cả mọi thứ em ra xã hội để làm gì, về vai trò của em làm sao, thì anh phải tin tưởng em. Thay vì anh đi nghĩ những cái chuyện mà nó không hay xảy ra, thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Chứ không phải là kiểu anh nghĩ, anh nói những cái câu em biết là nhiều khi anh giận quá hay là anh đang nghĩ những cái vẩn vơ gì đó. Em không có trách, nhưng mà em cũng có cái buồn. Dạ. Tổn thương đúng không? Rồi bây giờ tới Huy nè. Nói thẳng luôn là có những cái tật xấu gì. Đó. Chứ cô không có gì tật xấu gì nhiều đâu cô. À. Thôi giờ gì đi Huy. Nhân tiện hôm nay với chương trình này, như vợ có nói đó, trước giờ ổng không có tỏ tình, ổng không có cầu hôn, ổng không có lãng mạn. Vợ đang rất là cần những cái điều đó. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay, anh muốn Huy thể hiện một cái gì đó hoặc là nói một cái điều đó với vợ trong chương trình ngày hôm nay. Anh chỉ mong là có bất cứ vấn đề gì thì em nói cho anh để anh chia sẻ với em, chứ em đừng có để trong lòng nữa. Anh đã quyết về đây rồi thì em tới đâu thì anh theo em tới đó thôi, cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà em muốn cho anh hiểu được rằng em đứng được vị trí ngày hôm nay, tất cả em nghĩ là đều nhờ anh. Hay quá. Mặc dù ngoài xã hội có nghĩa là em tài giỏi, có nghĩa là em xinh đẹp hay em gì đó, em không quan tâm. Vì em hiểu được rằng em có anh, em sẽ có tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Trời ơi. Chết tôi rồi, trời ơi, thì quá ngôn tình. Huy ơi là Huy. Chúc mừng hai vợ chồng của Thu và Huy ha. Dạ. Anh ơi, em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Này đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi. Sao trời. Giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Lần đầu tiên ổng trải qua cảm giác đó và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Đúng vậy. Chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn trẻ, mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con. Thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân.
Năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung ngày với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. 3 tuổi à? Dạ. Như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi, ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Ừ. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Ừ. Đó thì là con lên con mới nhắn vậy, thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Ừ. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc quá đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn con sao? À vâng. Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, lúc con không quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồ gì hết, thôi. Ừ. đi đại cho nó vui thì cũng hẹn gặp anh này, thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call với nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết. Ừ. Mặt thì da bóng dầu tùm lum hết, con nói trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó có ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Ừ. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích, tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2-3 tuổi đó. Đó. Đó thì lúc mà trời sao kỳ vậy ta, thì lúc đó là con tính quay xe rồi. Ừ. Con không có tính gặp, nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Ừ. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi, nói là anh ơi em có thêm 2 đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy, ủa kỳ vậy, thì đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm 2 đứa bạn nữa. Trời ơi, sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy, kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà hồi lỡ hai lần tính quay xe. Đúng rồi, hai lần tính quay xe. Thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe một cặp vợ chồng với một đứa con theo rồi. Thôi. Tại vì có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn 2 cô bạn. Nhưng mà lúc đầu thì kêu là dẫn theo 2 đứa bạn. Dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu như vậy. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình á là ông để tóc màu nâu. Cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài con nói gặp thằng trẻ trâu rồi. Cái tóc vàng khè, không biết vàng hay là màu bạc, nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách, nó dùng người ta rách, tôi rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi, rách tét luôn cái đùi luôn. Quá ngon. Ủa tại sao vậy, tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy, mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tua như vậy? Lúc đó với trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách khúc vậy nè. Đó, cách đây 2-3 năm trước á, tôi đi chơi hồi theo xong nói chuyện xong mới thấy là người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời. Lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa kỳ vậy, xác định vậy? Luôn đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên, tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm makeup á nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xinh má như vậy không? Có. Đó, cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Dạ, lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok thôi, con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi, nó cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em cũng không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay, gấp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Dạ, bao lâu thì mới đi nhậu là phải có chứ, quyết định nhớ nghe nào. Xỉn vô rồi thì chuyện gì xảy ra? Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Quan trọng Tường Vân có ok không? Ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến nó cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Và nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê. Ta đi, em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó quật nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó hôn được hay vậy? Tại vì ông nhìn qua bên cái đường kêu, cái lúc là con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Anh Nhiễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hung má con cái. Cái con đó rồi hung xong rồi cuộc nhìn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hung em vậy thôi đó. Đó là hồi đó là hôn đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ tới vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao, thì con trả lời là
thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á, thì cũng kêu anh không yêu em hả? Ông yêu quen chứ. Ông vậy đó, ông không bao giờ, ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm. Kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích, con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo, tôn giáo. Tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Thiên Chúa. Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai nấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm 1 tuần 2 tuần gì đó. Trời em tưởng trong mấy năm thôi. Ôi giận 1 tuần. 1 tuần quá khá. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa. Nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là nó thích đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi. Thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nói là em muốn năm nay là anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó. Thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó làm sao con tự nhiên con gọi mà con nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Về bà này bà gọi lại đó thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm, là nói gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ xong bà kêu rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay rồi con giận, không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện tới lần thứ hai, không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà không hiểu mới sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh thôi, chắc nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy, quê mà quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi gì đó, nhá vui thử máy rồi nói, đâu mai đánh thử máy đâu. Về cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn con đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con ký kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi. Có thì có, nó thì con thả luôn, ai về dính luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm đến một tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Trời. Thì con mới nói với ông là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm. Thì ổng nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng thì rồi quá, trời cái đó là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ vừa nữa. Còn hơn 1.000 là một vạn rồi, tỏ tình một không vạn cần nói gì hả con. Dạ. Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ. Thật sự thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mình có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện giống như là lúc mà con sinh á, thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, cái mình hơi rưng rưng thì mình chưa có khóc. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha. Ông này ông khóc chứa con. Và ông khóc rất là lớn. Ông khóc lấn át tiếng con với em bé con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu, ủa sao khóc hoài vậy em? Ba khóc hoài vậy? Cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói, hơi sai. Mình là mẹ, mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cứ, cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi, anh ơi bình tĩnh. Bình tĩnh đi em, bình tĩnh, anh bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip, cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó. Và cũng lần đầu tiên con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều. Những cái chuyện linh ta linh tinh thôi. Nhưng mà
ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Đó, con nghe tiếng nó khóc lên cái là tự nhiên cảm xúc nó hòa lên, khóc luôn. Như một phần nữa là thương vợ nó đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con nói, thấy sai sai rồi. Bình thường mình tới tháng rồi nó sao chưa tới ta? Nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng con nó chết rồi. Sai. Con gặp ông này. Con mới đưa vào ông Hai Dạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em. Bác sĩ nói vậy phải coi hơi sai á, có phải không? Có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Uống phải vậy chứ của ai? Ông không nói anh, không phải là của anh, nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó, tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, đúng phần rồi. Kia đi. Dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình. Dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc là lòi rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi một lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nó, mình rất là dễ bực mình mà ổng cứ yêu anh không, yêu anh không. Cứ vậy hoài từ sáng tới chiều mà ngày nào con cũng phải chửi. Nó nói em mệt anh quá. Em mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì con có hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm 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 thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc cái thành nó quen mà một ngày bà im một cái nó sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc lên cho bà chửi. Giống tôi vậy đó. Hồi đó tôi chưa có con, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ ngon á. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu thứ gì nữa? Thứ hai, ông chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tủ xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt. Tôi nói con dị ứng với mùi nước hoa quá, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì chừng. Hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ông cọc. Ông đang cười đó, mà nói gì không hài lòng lắm đâu. Ông không hét lên, không lớn tiếng, nhưng mà ông sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình, ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy, bà rất mê tiền. Đó. Mỗi ngày có đếm tiền mà là dạ, lâu đếm. Lâu cái lấy vàng ra đếm. Dạ đếm hoài luôn ngày nào. Dạ, đúng rồi. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bả là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó, thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bả là không, no. Anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bả là giống như là bạn thân của chợ gì đó, chợ Hành Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hành Thông Tây, ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ, mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á cũng nói trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày ấy, không có chị không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bả mặc nữa. Đó, tại vì bà không có sao chăm chút mấy cái đó. Rồi sao có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi. Gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu đó, nói cái gì thì phải cãi trước, làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã, xong rồi phải giải thích. Tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11-12 giờ là tự nhiên nhớ đây, nó cằn nhằn tới 2-3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á biết sao không? Bữa nào á con phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi, nhưng mà giờ con bồi thêm. Nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cú. Hồi bữa nay làm luôn đi chị. Hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. Thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó.
Nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều, nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất, thì anh sẽ cố gắng, thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh, đó là chồng của em, là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi. Nay có trai đẹp là ông này. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tuần 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Chồng con rất là đẹp trai, quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học, xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, lòng. Nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Em có bầu sao được bác, tại vì em nghĩ là em cho con bú á, thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy nè, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò siêu âm lộn. Anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu đại lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng tiếng sau anh có mặt ở nhà, một tiếng sau anh có mặt ở nhà. Cái đại lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh? Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Chào, trời ơi xinh xắn quá à, thiệt. Ôi, hai vợ chồng giống như là diễn viên hay là ca sĩ gì đó. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Kim Khánh, con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ. À, nội trợ. Chứ không có là diễn viên, cũng không có làm gì trong showbiz luôn. Dạ không, con không làm gì hết. Vậy đó hả? Ủa năm nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con vừa tròn 27. 27 tuổi, rồi mời con. Chào chú Quận, chào con Hồng Vân, con tên là Triều Sơn, năm nay con 30 tuổi, hiện tại con đang làm kinh doanh. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản. Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi. Con được hai bé, một bé 4 tuổi, một bé 3 tuổi. Wow. Tôi trẻ tài cao dữ ạ. Ê, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô. 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ. Con với chồng con là cùng học đại học Hoa Sen. Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ra trường thì phải tốt nghiệp xong 4 cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á. Thì mới ra trường. Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng. Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại. Còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau. Cái ấn tượng nhất đầu tiên con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai, quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học, xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, lòng. Nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Chồng con ngồi sao? Chồng con ngồi nghiêm túc lắm. Thôi giờ mình hỏi đi Sơn, cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè? Đầu tiên gặp vợ con nói chung là nhìn hiền á, hiền thơ. Kiểu là dưới quê. Ý là hồi đó quê 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 quê. Đó là dưới quê thiệt đúng không? Dạ đồng nai. Lúc đầu con đi học á là con học đúng buổi thôi. Xong con nghỉ hết. Ủa sao vậy? Là không bận đi làm. Con làm gì? Con làm kinh doanh về iPhone. Nhập điện thoại về bán hay là làm dạ gì? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Con đi học đúng buổi thôi, trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn. À, để lo khởi nghiệp, lo làm ăn đó phải không? Dạ, tới khi trường mà không cho nghỉ nữa mới đi học lại. À vậy đó hả? Mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô. Cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô khi mà cô vô cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai, con còn đang ế, cũng như là cô bắt được cái mối rồi đó là con vui trong lòng rồi. Cái con về lúc đó thì con ở thuê nhà, con ở chung với bạn ở cùng quê con luôn. Thì con trẻ nói, ê mày nay tao có động lực tao đi học rồi, nay có trai đẹp lắm. Là ông này. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tuần 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Vậy thì sao các bạn lại gặp nhau? Sau 14 ngày đi học lại, trong cái lớp mà con học chung á, thì mấy cái người đó nói là tại em không biết á, cùng khóa với anh thì anh biết cái thằng đó nó là BD. Cái thằng đó nó là BD. Trời ơi nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à. Nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét Facebook của bạn này
Rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha, bạn không có bề đề. Cảm nhận đó, cảm nhận của con không có bề đề. Nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này bề đề. Kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy, thì ngồi chơi thân với con lắm. Anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó. Thì con cũng nghĩ thôi chết bà là thiệt rồi. Vậy cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là kết thúc khóa. Thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn kế bên con bạn nghỉ. Thì chồng con lúc đó là mới lên phía con ngồi nói chuyện với con. Cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy? Nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó. Cái chồng anh nói không thích lên đây ngồi chơi vậy á. Cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn. Sao? Lừa con bán điện thoại không hay sao? Dạ không phải, có nghĩa là nghĩ anh này trời ơi xoái ca mà. Vì lần đầu tiên nó nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực. Ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô. Ảnh lấy ra một tờ một cái anh dán cho con. Rồi nói con vậy nè. Cái này á là 400 ngàn một miếng á, cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em. Trời ơi, trong mắt con nhìn lúc đó trời ơi khoái nữa, khoái con khuyết lên điểm trai con nhà giàu học giỏi mà ra lăng nữa, xong xuống thấy đi SH đi học nữa cô. Trời ơi lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô. Rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng, là lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Trời đất ơi, có 10.000 miếng mà anh dám nói tôi 400 ngàn. Đúng rồi, trước khi á quen á phải nổ dằn mặt trước để cho sợ. Con với anh này quen nhau nè, ảnh có mẹ, ảnh dắt con về chơi. Lúc đó còn kêu là cô cứ kiểu là rủ con ở lại nhà chơi, kêu là ngủ lại rồi sáng rồi đi về. Tại vì là lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi chứ không ban ngày không có rảnh, đêm thì dắt tụi con đi chơi. Nhưng mà ba ruột con thì không có cho. Ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng không có được như vậy. Có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn, mày đây không có về, cô Thi gọi điện cô Thi xin cho. Nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về. Lúc đó là ngay dịp Tết hai bên gia đình chính thức gặp nhau á, mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên. Rồi ba con cũng kiểu là thôi nó chưa lấy chồng không có lên vậy được. Mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh. Nhưng mà lúc đó là Sơn và Khánh là đã quen nhau rồi đúng không? Tính là mới quen nhau lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng. Chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ chồng. Thì là con mẹ chồng có... ứng liền luôn. Đúng rồi, ứng liền luôn. Nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không? Dạ có luôn. Lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn. Ưng luôn. Hai bà chấm rồi đó. Mẹ con coi chấm tử vi á. Từ khi con còn bé, mẹ con đã nói nè, sau này á chồng của mày á, tao nói là tuổi thân mà phải đeo mắt kính nha. Khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao. Là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. Chính xác luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo contact lens mà. Đúng rồi, nhưng mà ổng vẫn cận cô, mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại. Như vậy thì chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không? Dạ nhanh, tại vì á con với anh Sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng là tụi con nó đám hỏi rồi. Đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi. Là vẫn còn đi học đúng không? Dạ vẫn đi học. Cưới xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn. Tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó, để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm 1 luôn. Rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chú. Năm 2018 2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta? Tại chồng con chứ không phải tại con. Đó là cái vấn đề mà tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được có 3-4 tháng thôi, bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời thì con nói chồng con, anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh dữ lắm. Anh có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi, anh không bao giờ đâu, yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết. Tại vì bé sau là con không có nghén, con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới giận nói em có bầu sao được bác, tại em nghĩ là em cho con bú thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm lộn. Lên 3 tháng rưỡi rồi cô, hình hài rồi ra hết biết chưa. Là suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đúng không? 3 giờ ngay cái giờ là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm. Đúng rồi, vô hôn nhân đi. Hai con
coi chương trình Vợ Chồng Son thì biết à, cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? Khui tật xấu á. À, dạ, đúng không? Cho nó khui trước đi. Con đang canh dữ lắm mấy nay rồi đó. Dữ lên con. Nhường con luôn. Con dành cả tuần lại rồi đó. Có nghĩa là được mời chương trình là chuẩn bị sẵn á đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ có hâm. Anh coi Trần Tuấn lên chương trình. Cái mình phải nhịn. Cái gì mình phải nhịn hả? À, để lên đây mình nói. Có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng mà bị vợ hâm hè tới thời của mà con tới đây rồi đó. Dạ, nói đúng đi. Rồi đó lên tới đây rồi phải nói chứ. Từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay, rồi tưởng cưới về thì bình thường, ai dạ cưới về ly dị đi, hở chút ly dị lúc đi. Yêu là chia tay. Dạ, mà lúc cưới là ly dị. Ly dị có hai tới bây giờ đúng. Còn không ly dị đi, ly dị đi, ba má tôi đồng ý rồi, anh xuống anh ký giấy đi. Cái mình mới xuống hỏi, ủa mẹ mẹ mày đồng ý cho ly dị hả? Làm gì có, con tao gả đi là của mày rồi, tao không có nhận lại đúng không? Không nhận lại, hàng gửi đi rồi không nhận lại. Ừ, lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó? Tại con với chồng con bị khắc khẩu á, con gây lộn liên tục, có khi tháng gây lộn mười mấy lần chuyện bình thường. Cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết. Nhưng mà giận lâu không? Có một lần giận gần nhất là mà lớn nhất là khoảng chừng 5.5 về trước á. Là con giận xong con bỏ về dưới quê con á, là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới. Con cũng có một cái shop thiết kế với đó là con đặt tại cái nhà đó luôn, là con bỏ về dưới 3 ngày. Con không có cho xuống nhà mà con dặn nhân viên của con á. Là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha, tuyệt đối không cho vô, còn đứa nào tao vô tao đuổi. Cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á, là gần rạng sáng á cô, là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm 3 giờ đêm đó. Dạ 3 giờ đêm cái nó nhớ. Ủa sao mẹ nó giống như ăn trộm vậy ta? Sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng để mà nó hành động không à? Con nhớ rõ ràng luôn là cái cửa con đã khóa kỹ rồi. Thì cửa tiệm mà là cái cửa điện á, là con cầm một cái, con bé quản lý con nó cầm một cái. Thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng á thì con sợ. Đêm thứ hai con mới kêu bé nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma. 11 giờ là con đi ngủ rồi, thì tới gần 2 mấy sáng á, nhưng con nghe cái cửa phòng con nó gọt kẹt vậy nè. Con sợ quá cô, con không biết nó là cái gì mà. Ủa trời đất ơi cái gì vậy? Kiều hả Kiều? Thì ông mở cửa ông xông vô. Ông bật ngửa con ra, con nói trời cái gì vậy, sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được? Tôi nói cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được, tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi, xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái á cô. Thì lúc đó con phải xìu thôi. Nói chung là xuống hai đêm là chuyện 3 giờ sáng đúng dạ không? 3 giờ sáng cô rồi. Con thì con bị khó ngủ cô, con nghĩ tối á, trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ. Mà cứ 2-3 giờ sáng ông coi đồ cô, coi quần coi áo coi giày coi dép mê lắm. Thì coi thì muốn cái gì sáng mai nói hay không, đập con vậy em áo này đẹp nè, coi đẹp không, áo này đẹp, dạy. Lúc đó con dậy luôn là con thức tới sáng luôn. Là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước Việt. Dạ đúng rồi, ban ngày thì ngủ cô đó. Bên này là đang kể tật xấu mà đúng không? Dạ, đó, tôi đang tính nhắc nè. Ủa vậy tật xấu bả là gì ta? Bây giờ học cái hay đòi ly dị. Hay đòi ly dị rồi nữa còn cái gì nữa? Có đam mê làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn. Ủa là chứng minh nhân dân cái mặt hiện bây giờ không có luôn, ấy là cái nó như vậy nhưng mà làm quá hồi trang điểm make up đồ nó khác á. Em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này và khoe má này tụi con chụp hình nhìn đẹp không, mà chụp với nhỏ nào vậy, phải chụp với con tao thì nó ghen. Con mới nói là con mẹ đó. Mà kiểu con tao không phải vậy. Tiếp đi, còn gì hơn nữa không nè? Mỗi cái gì mà liên quan tới con á, giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ, từ từ không quan trọng. Còn mà liên quan tới bà hư, mọi thứ đều phải là chạy theo chung gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ nó muốn theo, thay đổi điều con gì? Con mong vợ con thay đổi điều gì nhất? Chỉ có điều là cho con ra đường tí. Mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió. Thế nào mẹ con, mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao cái, không nhà tao đổ nợ. Vậy hả? Ghen hả? Ghen hả con? Ghen thì không ghen. Con kiểu con hay kiểu là chiếm hữu. Đúng rồi con. Nhưng mà đó giờ có dính trận nào không? Không có dính trận nào, chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó. Mà bạn nữ đó lúc trước với chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu. Mà lại thấy là con không có thích. Tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua, phải mua đúng cái bạn đó thôi. Thì nói chung là con không chịu. Hiểu rồi, con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc đít bạn đó luôn, không có được nói chuyện. Gây lộn xong rồi con lại khóc quà lên. Thì mẹ chồng con lại chạy ra, chuyện gì, trời tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại để vợ mày. Nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con, trời mày vậy là không đúng rồi, mày vậy là sai rồi, từ đầu tới cuối đâu số điện thoại nhỏ đó đưa đi cho tao, đưa đi tao gọi cho. Đừng ai nói con sợ vợ con là ai cũng sợ á. Rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không cần thay đổi gì, thấy cứ vậy là được. Nãy mới ước ao được cho ra đường bây giờ vậy. Ừ, nhỏ nói xong cái im ru đi, sợ tối nay ba sáng không cho làm gì. Giờ về tới con đó. Xấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi, là nhây tánh nhây á cô,
hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á, nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài. Chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á để cho lên chương trình nhìn nó sáng sủa đẹp, con tẩy nha Khoa, không có vấn đề, rất là êm, mọi thứ rất là ok luôn. Nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đâu, chồng con xưa giờ nó dở lắm cô, lấy máu hay gì cũng không dám lấy nữa. Vừa bước xuống trời đất ơi, đau như quỷ bắt người ta làm, trời ơi bây giờ nó ê nè, trời giờ không nói được luôn, trời ơi giờ chịu hết nổi rồi, trời ơi là trời, cô ác lắm, cái gì mà thấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm. Mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm, mẹ chồng con á nghe chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực, mẹ nói tao chịu hết nổi rồi, mày nói con này con Khánh á không bỏ mày đi, tính là nó cũng hay lắm luôn. Tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên nè, trời ơi ê quá chết rồi, trời ơi có nước muối sinh lý không, có hút giảm đau không, mày không có được ra đường nữa. Đúng rồi, không ai không nói chuyện ai không nói chuyện, chuyện mình vợ mình thôi. Con có móc giờ cho ra đường, từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm, anh có thể đi đâu anh đi anh, nhưng đúng sau 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà để anh chở vợ con đi chơi. Giờ nó nắng á, đi đâu nắng quá mà nắng mà nó bắt đi tập gym. Trời ơi giờ mà đi nửa tiếng gọi một lần, anh đang ở đâu làm gì, có tiện không đi mua đồ giùm. Tại vì anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín, chồng con là đặc biệt là không có uy tín. Thí dụ như là mình đang ở đâu, mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng giờ, từ đó tới nhà là 45 phút, 45 phút nên về anh đang đó, làm cho mình đỡ trông. Nhà con là ở ngay quận 9, cái đường Đỗ Xuân Hợp đi vô, từ đó đi ra cầu Rạch Chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi là đi đường tắt. Thí dụ con gọi đi, anh đang ở đâu vậy? Anh tới cầu Rạch Chiếc rồi nè em. Là khoảng chừng 50 phút tới tiếng sau có mặt ở nhà. Cái đường đại lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè. Là cô đi bộ 5 phút cũng tới đó cô. Ê, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu đại lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng tiếng sau anh có mặt ở nhà, một tiếng sau anh có mặt ở nhà. Có ít xích là nhiều á. Dạ đúng rồi. Bắt đầu cái con mới bực cái cô Hiếu cứ 5 phút, kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần, 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô. Cái con nói ủa, cái đại lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh. Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Bắt đầu về vậy nè cô. Không, tại vì mới kẹt xe, trời mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường, đâu có đi được. Trời trời, chiếc nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu Nguyễn Container hàng kia lũi anh đó. Nói chung là rất là nhiều lý do. Đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó vết lết vô chỉ có 5 phút thôi. Anh đi 20 phút là quá, này là 1 tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao? Mà cứ cái tật đó cô. Nhưng lúc nào không có lý do hết. Lúc nào không có lý do, tới giờ vẫn vậy. Nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì? Chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi. Con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô Facebook con đăng nhảm nhảm lên cô. Đăng xàm xàm cô. Vậy á hả? Dạ, rồi xong. Mượn danh con đăng đó phải không? Dạ đúng rồi. Đăng gì á? Đăng ba cái hình ngày xưa của con á. Con lóc Facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi. Nói chung con với chồng con là con không có kết bạn. Mà bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ, hình ngày xưa mấy thời tin tin. Nhìn cái thời á mình không có muốn đào lại cô hiểu không? Chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện, để ảnh bìa xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô. Con giận luôn. Còn bây giờ tình trạng mối quan hệ của các bạn trên Facebook là cái gì? Không có giao chung. Cặp này dễ thương quá. Dạ. Bây giờ không có gì mà phải khuyên hết trơn á đúng không? Tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi. Cảm ơn Khánh với Sang đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.